lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham quan nhà máy xử lý rác tại tỉnh Tây Ninh, qua đó sẽ mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại Hậu Giang. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới. Khoảng 300.000 hộ dân ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm thu nhập do hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục lấn sâu vào nội đồng, theo dự báo. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong các chương trình thời sự trước, hiện nay, Hậu Giang đang triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác hơn 40 hectare tại xã Quà An của huyện Phụng Hiệp. Tuy nhiên, không thống nhất được số lượng rác cũng như là giá thành xử lý nên tiến độ còn chậm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định và đang kêu gọi nhà đầu tư đến xây dựng theo công nghệ mới. Sau buổi làm việc với công ty cổ phần công nghệ Môi trường Việt, thì vào hôm nay, đoàn công tác do ông Quỳnh Minh Chấp, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy, ông Đồng Văn Thanh, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế tại nhà máy xử lý rác của công ty cổ phần công nghệ Môi trường Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Qua đó sẽ mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại Hậu Giang. Theo đó, nhà máy xử lý rác Tây Ninh có công suất hoạt động giai đoạn 1 là 150 tấn rác thải một ngày đêm. Hoạt động dựa trên công nghệ tiên tiến là ủ yếm khí nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường như không gây ảnh hưởng mùi hôi, không xả nước thải ra bên ngoài. Lượng rác thải tái chôn lấp chỉ còn dưới 5%. Đặc biệt, nhà máy vừa xử lý rác, vừa sản xuất được phân bón hữu cơ bán ra thị trường. Qua khảo sát thực tế, Bí thư tỉnh ủy Trần Công Chánh cho rằng nhà máy xử lý rác Tây Ninh hoàn toàn có thể đầu tư tại Hậu Giang theo công nghệ này nhằm sớm giải quyết tình trạng rác quá tải hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn khi đầu tư vào Hậu Giang trong quá trình hoạt động cần đảm bảo xử lý mùi hôi, nước thải, không để phát tán ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, nơi chứa chất thải tái chôn lấp phải xây dựng bằng bê tông và quan tâm xử lý tốt chất thải y tế công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 8 tháng 3, ngày mà vị thế và vai trò của người phụ nữ được toàn xã hội tôn vinh và ghi nhận những đóng góp quan trọng trong đời sống gia đình và sự phát triển của cộng đồng. Vâng, nhân kỷ niệm 106 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức buổi họp mặt và tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tham dự buổi họp mặt có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và hơn 30 phụ nữ đến từ các sở ban ngành. Buổi họp mặt ngoài ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ, truyền thống phụ nữ Việt Nam với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, còn là dịp để chị em cùng nhau lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống gia đình và công việc. Qua nghe ý kiến, ông Lữ Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của chị em phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện cho chị em phụ nữ được học tập, nâng cao trình độ, công tác tốt, xứng đáng danh hiệu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh vai trò không thể thiếu được ở mỗi gia đình, sức ảnh hưởng của phụ nữ giai đoạn hiện nay đã tác động đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội và giữ được vị thế quan trọng. Đặc biệt, nổi bật nhất trong các phong trào thi đua, phụ nữ nơi vùng nông thôn đang ngày càng khẳng định vị trí vai trò của mình trong việc tham gia xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo của quê hương. Có nhà cửa, ruộng đất sản xuất, được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế là niềm vui lớn với nhiều người dân ở vùng nông thôn. Và với bà Lý Thị Hồng Tiên ở ấp Phương Quà, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp cũng vậy. Từ khi tham gia vào chi hội phụ nữ ấp, bà được giới thiệu vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện trên 10 triệu đồng. Cùng hơn 5 triệu đồng góp vốn xoay vòng trong chi hội, bà đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích mía của gia đình sang trồng cam xoàn qua nhiều năm canh tác không hiệu quả. Trồng mía rồi cái thấy không có lời gì mới chuyển qua chị trồng cam, cam xoàn nè. Vay tiền của ngân hàng đó, cái gì mới trả tiền được cái tiền cây. Làm sao cái cảnh
trong xây dựng nông thôn mới, môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Từ thực tế này, các chi tổ hội trong huyện thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phải kể đến mô hình biến rác thành tiền của chi hội phụ nữ ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình trong việc giải quyết tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tại địa phương, nâng tổng số chi hội toàn huyện xây dựng mô hình 503 sạch ở Phụng Hiệp hiện nay gần 130 chi tổ hội với hơn 90% hộ gia đình, hội viên đạt yêu cầu. Có như mình cân chính xác đúng cân á. Ở trong gia đình thì mình nên là phân cái loại rác, nhiều rác nào là mình là bỏ đi chôn đốt, còn cái rác nào là mình tận dụng để mình bán cho mà phế liệu được thì mấy chị nên để riêng, để hàng tháng là mình để dành mình dồn để đó, hàng tháng đến khi buổi họp nhóm đó thì mình mang đến đây. Hội phụ nữ thì chú trọng không phải là tuyên truyền được bao nhiêu cuộc, bao nhiêu người nghe, mà tuyên truyền ở đây thì muốn các chị em chuyển biến nhận thức của các chị em, thì qua đó thì chị em mới tham gia vào tổ chức hội của mình. Thì trong năm 2015 là đổi mới cái công tác tuyên truyền không có dài dòng, ngắn gọn, nói sao để chị em hiểu rõ được cái tổ chức hội của mình, vào hội thì sẽ được lợi ích gì, thì chị em nhận thức được như thế. Cần cù, chịu thương chịu khó vốn là đức tính quý báu của người phụ nữ xưa nay. Vì vậy, thông qua các phong trào, mô hình, việc tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã tạo nên sức lan tỏa rộng và thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia. Đây không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế, mà đó còn là chỗ dựa tin cậy giúp chị em khẳng định vai trò của mình với những suy nghĩ tiến bộ, từ đó xây dựng nên những tư duy mới cho chị em, nhất là ở khu vực nông thôn. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay có các nội dung: nếu không chuẩn bị chu đáo đối phó với hạn mặn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khoảng 300.000 hộ dân sẽ giảm thu nhập. Âm thầm trên từng cung đường, những bóng hồng nữ cảnh sát giao thông góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an. Thưa quý vị, nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi và luật dược sửa đổi. Tham dự hội nghị đóng góp ý kiến có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang. Đối với dự thảo luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi có 7 chương, 107 điều. Theo đó, 10 luật ý kiến đóng góp cho luật này đều thống nhất với việc đổi tên thành luật trẻ em, bởi nội dung của luật sẽ phản ánh đầy đủ nội dung và phạm vi của luật. Còn đối với luật dược sửa đổi, các đại biểu cho rằng cần gia hạn đối với người có chứng chỉ hành nghề và phát triển y học cổ truyền là vô thời hạn thay vì 5 năm như trước. Ngoài ra, đại biểu còn kiến nghị nên bỏ quyền của cơ sở bán lẻ là nhà thuốc được mua nguyên liệu làm thuốc để pha chế. Trong năm 2015, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của một số địa phương vẫn còn chậm. Đó là đánh giá chung của ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại hội nghị tổng kết công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Tại đây, ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu đoàn công tác liên ngành tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn động, phức tạp và nhất là ở cơ sở. Năm qua, đoàn công tác liên ngành của tỉnh và cấp huyện tham mưu giải quyết hơn 800 đơn, giảm 243 đơn so với cùng kỳ. Đã giải quyết 786, đạt tỷ lệ trên 95%, tập trung nhiều ở các lĩnh vực hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại các dự án, khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi lại đất, tranh chấp đất. Qua đối thoại đã giải thích, vận động, thuyết phục 172 trường hợp tự nguyện rút lại nội dung khiếu nại. Tiếp trên 4.000 lượt người đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng trên 320 lượt so với năm 2014.
Dịp này, 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, thành phố Vị Thanh vừa được Ngân hàng Thế giới xem xét lựa chọn là một trong 7 thành phố ưu tiên vay vốn để đầu tư nâng cấp và phát triển đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trình lên Hội đồng phê duyệt vào tuần tới. Trong thời gian qua, trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng triều cường xâm nhập mặn ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố Vị Thanh, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao trên 11,5%. Đây là những thách thức đòi hỏi lãnh đạo và nhân dân thành phố phải đầu tư phát triển hạ tầng. Bước đi đầu tiên của thành phố là tranh thủ được nguồn vốn vay hơn 70 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới, cải tạo các hồ chứa nước ngọt, nâng cấp mở rộng đường xá để thông thương, nối liền với các thành phố lớn trong vùng để phát triển kinh tế. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh tập trung nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp như đường Nguyễn Huệ, kênh 62 để hoàn chỉnh dự án trình Ngân hàng Thế giới xem xét. Nếu thành công trong việc kêu gọi đầu tư, tương lai thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại 2 là điều đang được đón đợi. Cũng trong sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị phối hợp sản xuất chương trình truyền hình trên kênh VTV5 khu vực Nam Bộ với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, vụ địa phương 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Bộ. Nhiều ý kiến xác đáng có tính chất xây dựng được đưa ra tại hội nghị. Thực hiện đề án sáp nhập các kênh truyền hình, từ đầu năm đến nay kênh VTV Cần Thơ 2 được sáp nhập vào kênh truyền hình tiếng dân tộc VTV5, trở thành kênh quảng bá của Đài truyền hình Việt Nam, phát sóng 24 giờ hàng ngày, trong đó sản xuất và phát sóng chương trình tiếng Khmer với thời lượng 7 tiếng một ngày. Để đảm bảo chương trình phát sóng liên tục, hiện VTV5 khu vực Nam Bộ đang phối hợp sản xuất với các đài trong khu vực là mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, phục vụ được nhu cầu thụ hưởng của đồng bào Khmer. Tuy nhiên, hạn chế hiện nay là chất lượng chương trình chưa được đảm bảo. Các đài địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, nguồn nhân lực sản xuất chương trình tiếng Khmer. Mặt khác, các chương trình dân tộc của các đài vẫn còn khai thác từ các chương trình phổ thông. Riêng Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang mỗi tháng gửi cộng tác 2 tạp chí chương trình tiếng Khmer, mỗi kỳ 30 phút, kịp thời thông tin những sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, mang đậm sắc thái địa phương đến với khán giả. Thưa quý vị, khác với mọi năm, mùa khô năm nay dự báo khắc nghiệt hơn so với các năm trước. Cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 6 và muộn hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm khoảng gần 2 tháng. Từ tháng 3 trở đi, các vùng cách biển từ 30 đến 45 km, nguồn nước ngọt xuất hiện rất ít và gần như không có khả năng lấy nước ngọt từ cửa sông. Hiện tại một số tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang cạn kiệt nguồn nước, đẩy hàng trăm ngàn hộ dân trong khu vực bị giảm thu nhập do không thể sản xuất, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Dân và trước những khó khăn đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo cho Ngân hàng Nhà nước có chính sách phù hợp để giúp người dân có điều kiện tái sản xuất. Đến nay, cả nước đã có 34 tỉnh thành công bố thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn. Riêng đồng bằng sông Cửu Long là 9 tỉnh. Theo dự báo, đỉnh cao của hạn mặn rơi vào tháng 3, tháng 4 và kéo dài đến tận tháng 6. Thời gian này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với 50% diện tích lúa đông xuân đang chuẩn bị thu hoạch. Nước mặn ở mức 4 phần ngàn có nguy cơ gây thiệt hại hoàn toàn đối với 500.000 hectare lúa hè thu đang gieo xạ lại. Nếu không chuẩn bị chu đáo các biện pháp ứng phó hạn mặn cao điểm, có nguy cơ khoảng 300.000 hộ dân ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm thu nhập. Ở Bến Tre hiện nay cái tình trạng thiếu nước sinh hoạt rất trầm trọng. Với một nếu ở Bến Tre có khoảng 350.000 hộ dân đó, thì hiện nay thì cái diện tích cái số dịch lượng hộ dân mà thiếu nước sinh hoạt là khoảng 88.000 hộ. Đặc biệt là ở các bệnh viện, khách sạn, ở các cái trường học mà có học sinh nội trú, rồi khu các cái nhà máy chế biến công nghiệp mà cần có nước ngọt. Thì hiện nay là đang thiếu nước ngọt hết sức là lớn. Các cái giải pháp phù hợp sáng tạo
để bảo vệ cái sản xuất ít bị thiệt hại nhất, thấp nhất. Ví dụ như lúa đông xuân bây giờ 50% mới thu hoạch 40%, tôi nói số tròn còn 50%, thì giờ đừng để thiệt hại đó thêm nhiều. Cái nào mà đắp đập ngăn mặn đừng để nó tràn vào ruộng, để cho nó ngậm sữa thu hoạch gì đó, để như anh Hảo nói đó, cho nó ít thiệt hại nhất. Các anh chỉ coi nông dân có 5-7 con lúa thôi, 5-7 con lúa thôi mà bị thiệt hại coi như trắng tay, chỉ bán rôm thôi không biết bán được không. Thì bây giờ đó là cái bảo vệ cái sản xuất và lúa đông xuân nè, rồi vườn cây ăn trái nè, phải không, rồi đó là cái thủy sản, cái nuôi trồng thủy sản. Trước những yêu cầu cấp bách đó, trong buổi làm việc về phòng chống xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn ra hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương và các bộ ngành nhanh chóng rà soát hộ bị thiệt hại, kịp thời hỗ trợ để người dân tái sản xuất. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước các tỉnh có thiên tai nhanh chóng thực hiện công tác khoanh nợ, giãn nợ cho nông dân. Thì các địa phương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì chỉ đạo cái chung, còn các địa phương đó, các đồng chí phải bám sát coi đây là một cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chúng ta, của cả hệ thống chính trị của chúng ta, cả trung ương, địa phương. Nhưng mà địa phương, từng địa phương thì các đồng chí phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo. Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo các tỉnh bị thiên tai khẩn trương thực hiện kế hoạch phòng chống hạn mặn, chú trọng công tác chăm lo đời sống cho nhân dân, không để bất kỳ người dân nào bị đói ăn, thiếu nước. Bên cạnh đó, tập trung bảo vệ các diện tích lúa đang còn trên đồng, kiên quyết không cho xuống giống ở các vùng bị hạn mặn nặng. Tập trung ngăn mặn, giữ ngọt, chống sạt lở biển Tây và biển Đông. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với địa phương ra soát quy hoạch lại hạ tầng, đặc biệt là thủy lợi tổng thể của cả vùng. Xác định các dự án cấp bách để có hướng đầu tư xây dựng. Phải có cơ chế quản lý nước ngầm đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tránh tình trạng mặn xâm nhập xuống hệ thống nước ngầm. Thưa quý vị, những dự báo trên đã cho thấy sự khốc liệt của hạn hán và xâm nhập mặn đang hoành hành tại đồng bằng sông Cửu Long. Đòi hỏi các địa phương phải tập trung dồn sức mọi nguồn lực, vật lực để ứng phó hạn mặn, đặc biệt là chủ động tích trữ nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Những thông tin này sẽ được biên tập viên Ngọc Như chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin xâm nhập mặn ngay sau đây. Thưa quý vị, theo nồng độ mặn mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật, tại khu vực các cửa sông Tiền, độ mặn cao nhất là 14,6 cho đến 31,5 gram trên lít, ở sông Hậu từ 16,5 cho đến 20,5 gram trên lít và ven biển Tây trên sông Cái Lớn cũng khá cao, từ 11 cho đến 23,8 gram trên lít. Độ mặn này được cho là cao nhất cùng kỳ trong lịch sử, từ 2,1 cho đến 6,4 gram trên lít. Riêng tại Hậu Giang, trong sáng ngày hôm nay, độ mặn một số nơi đã giảm hơn so với trước đó. Cụ thể, tại thành phố Vị Thanh, ở vị trí cống kênh Lầu ở xã Quả Tiến là 1/1000, tại ngã ba nước trong 1/2000, tại khu căn cứ tỉnh ủy và dàm kênh 5 từ 0,2 cho đến 0,3/1000. Trên kênh Sáng Xà No, đoạn từ cầu Cái Tư cho đến phường 5 là 0,1/1000. Cũng trong sáng ngày hôm nay, thì trạm thủy lợi huyện Long Mỹ đã tiến hành đo nồng độ mặn tại cống Ba Cô. Nồng độ đo được là 4,9/1000, giảm 0,3/1000 so với trước đó là 3 ngày. Tương tự thì ở cống Hốc Bó, nhà thờ Bầu Ráng, Ủy ban Nhân dân xã Lương Nghĩa, nồng độ mặn giảm dao động từ 0,2 cho đến 0,4/1000. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì đã có 11 tỉnh ở miền Tây bị mặn xâm nhập, trong đó thì 9 tỉnh là Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau và Hậu Giang bị ảnh hưởng của mặn nghiêm trọng. Đặc biệt ở Bến Tre hiện chỉ còn 4 xã của huyện Chợ Lách là chưa bị nước mặn tấn công. Người dân tại đây phải mua nước ngọt dưới ao của những hộ dân khác từ 40.000 cho đến 70.000 đồng một mét khối. Trong khi đó thì thành phố Rạch Giá và hai huyện Châu Thành và Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang đã khoan bổ sung là 20.000 mét khối nước ngầm để dự trữ. Ở huyện U Minh Thượng cũng xây hồ chứa tạm để làm trạm cấp nước sinh hoạt cho 5 xã. Thưa quý vị, dự báo từ ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 3 sẽ là đỉnh điểm của đợt mặn. Do dòng chảy về thấp, triều cường đầu tháng thì lại đang lên. Vì vậy mà
dùng ở cách biển từ 30 cho đến 45 km gần như là không có khả năng lấy được nước ngọt. Các dùng cách biển từ 45 cho đến 65 km tuy mặn xâm nhập sâu với nồng độ thấp hơn nhưng cũng cần phải cẩn thận trong các đợt triều cường. Bà con cũng hết sức lưu ý khi dự trữ hay là sử dụng nước vào bất cứ trường hợp nào thì cũng phải kiểm tra nồng độ mặn trước để mà tránh thiệt hại về sau. Bản tin diễn biến xâm nhập mặn đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những nữ cảnh sát giao thông tuần tra làm nhiệm vụ trên các tuyến đường đã không còn xa lạ với người dân. Bất kể là nắng mưa đêm ngày, nhưng họ vẫn vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị những hình ảnh đẹp về nữ cảnh sát giao thông luôn hết mình với công việc, gác bỏ riêng tư, giữ gìn sự bình yên trên từng cung đường. 8 giờ tối, khoảng thời gian này để mọi người nghỉ ngơi cùng gia đình. Nhưng đây lại là thời điểm bắt đầu ca trực của thiếu úy Nguyễn Ngọc Mỹ, đội cảnh sát giao thông BC67 Công an Hậu Giang. Với các nam đồng nghiệp, việc tuần tra ban đêm như thế này đã là khó khăn. Nhưng với các chiến sĩ nữ, công việc còn vất vả hơn nhiều lần khi kết thúc ca trực đêm tầm 12 giờ khuya. Lúc mà khi mà xác định là vào ngành vào nghề là rất là yêu nghề cho nên là vì cái công việc, vì ngành, vì nghề mình sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt cái mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác thì đồng chí Mỹ thì luôn hăng hái, siêng năng trong công việc. Về cuộc sống hàng ngày thì đối với đồng chí đồng đội thì luôn hòa đồng và giúp đỡ đồng chí đồng đội. Với sự tận tâm và đặt trách nhiệm với công việc lên trên hết, trong suốt 3 năm công tác, thì cả 3 năm, thiếu úy Nguyễn Ngọc Mỹ được Công an Hậu Giang khen tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua tiên tiến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ những giây phút rảnh rỗi, người nữ chiến sĩ giao thông về thăm nhà, ăn bữa cơm cùng gia đình. Thì làm cha làm mẹ thì thấy con mình đứng được trong cái hàng ngũ công an để mà đi tuần tra, đi giữ trật tự cho mọi người về được mà bình yên vậy đó thì cũng rất là vui mừng, nhưng mà cũng thấy thương con, nhưng mà thấy gì nhưng mà cũng động viên con mình cũng làm tốt công việc. Hiện nay Hậu Giang có gần 100 nữ cảnh sát, tuy mỗi công việc khác nhau nhưng mỗi chiến sĩ luôn thể hiện bản lĩnh và khẳng định năng lực không kém gì so với nam đồng nghiệp, nhất là trong việc hướng dẫn và giải quyết vấn đề về an ninh xã hội, trật tự an toàn giao thông. Chính điều này đã góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện về người chiến sĩ công an. Những hình ảnh đẹp về nữ cảnh sát giao thông vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc tất cả các chị em, các cán bộ đang làm công tác phụ nữ các cấp qua các thời kỳ nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và tiếp tục có nhiều đóng góp cho xã hội. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.